tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn, và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước, và người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất, mà Thầy không quan tâm đến sao? Chối dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, khi đi sâu vào niềm tin Kitô hữu chúng ta, thì quý cụ bà và anh chị em biết là chúng ta tin vào cái sự sáng tạo và điều khiển cái vũ trụ này là do quyền năng của Thiên Chúa. Cũng đã có lần tôi nói, ai gọi tên Ngài thế nào có thể là tùy theo một vài những cái từ ngữ của các tôn giáo. Còn cái đấng mà tác tạo nên cái vũ trụ này, tác tạo nên những cái sự tốt lành để cho các con người ngày nay mà được hưởng như vậy, thì nó chỉ có một: ông trời thượng đế tạo hóa Thiên Chúa, chỉ có một. Cái từ ngữ thì nó khác đi. Thế thì cái niềm tin Công giáo chúng ta thì nói Thiên Chúa tạo dựng và Thiên Chúa điều khiển cái vũ trụ này. Thế vì một cái lý do như vậy, cho nên những người Kitô giáo chúng ta chỉ có tập trung để cầu nguyện trước Chúa thôi. Cầu nguyện ở đây là chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì Chúa đã cho chúng ta, tổ tiên ông bà, cha mẹ của chúng ta, thế rồi cho con cái cháu chắt của chúng ta sau này được hưởng cái vũ trụ này. Mình nhìn theo cái nghĩa tích cực hơn, và chính có những cái lúc mình gặp những cái thử thách trong cuộc sống thì mình vẫn nhìn cái vũ trụ này nó mang một cái yếu tố tích cực hơn, chứ nó không phải là bi đát và thất vọng hay là tiêu cực. Ông bà anh chị em, một cơn gió mát chúng ta cũng hy vọng, nhưng thời tiết nóng được một chút chúng ta cũng bình thường. Hy sinh để làm những cái công việc đó, bởi vì cái niềm tin của chúng ta gắn bó vào với Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa cho chúng ta được vậy thì chúng ta dùng vậy. Đấy ông bà anh chị em, nên nó bình an đối với những cái người mà có cái đức tin sâu sắc. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đặt lại một cái chương trình thêm mà nó ở nơi cái sự khiêm nhường của con người trần thế, đó là chúng ta còn phải cầu xin Chúa nữa, bởi vì có nhiều những cái yếu tố thiên nhiên có thể nó phù hợp với người này như vậy không phù hợp với người kia, nó cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lúc thử thách về bệnh tật, thế rồi kể cả về vấn đề tinh thần và vật chất. Thế thì đấy là những cái cơ hội để cho con người của chúng ta khiêm tốn lại mà cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được như thế này thì chúng con tạ ơn Chúa lắm rồi. Thế nhưng mà đôi khi thì chúng con cũng cầu xin Chúa cho chúng con một
chút gì đó nó phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của cá nhân hay là gia đình hay cộng đoàn của con đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải đặt ngược lại một vấn đề là tại sao nó có những cái điều mà chúng ta phải xin. Bởi vì nếu nói đến cái sự quan phòng của Thiên Chúa, đừng có ai đụng vào. À, mưa, nắng, rét, nóng, đủ các những cái điều kiện hoàn cảnh thời tiết thì Chúa điều khiển. Mà Chúa điều khiển thì còn có ai điều khiển được hơn Chúa đâu. Tuyệt đối rồi, Chúa điều khiển là tuyệt đối rồi. Nhưng mà tại sao có những cái lúc con người chúng ta sử dụng, con người chúng ta thừa hưởng, nó vẫn không được với ý mình. Cho nên là chúng ta phải cầu xin. Ông bà anh chị ạ, nếu tất cả cái thế giới này, cái vũ trụ này mà hoàn toàn sống để cậy dựa vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, mà điều khiển những cái gì mà Chúa ban cho mình ở trần thế này, thì thật sự chúng ta dám nói một câu mạnh dạn là chúng ta không phải xin Chúa đâu. Bởi vì Chúa cho chúng ta tất cả, Chúa biết chúng ta cần những cái gì trước khi chúng ta nói rồi. Tin mừng nói rõ như vậy cơ mà. Đấy. Thế nhưng mà nó có một cái trục trặc. Trục trặc ở cái chỗ là mỗi một người có một cái tính khí khác nhau, mỗi một gia đình có những cái công việc hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay ông này muốn nắng một chút để làm việc này cho nó phù hợp gia đình mình, nhưng mà bà kia thì lại muốn mưa để cho nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình công việc nhà tôi ở kia. Đấy. Thế thì cái khác nhau ở trong cái đời sống thực tế của con người chúng ta, cho nên chúng ta mới cầu xin Chúa. Ông bà anh chị ạ, chúng ta cầu xin Chúa. Cái điểm thứ hai, chúng ta cầu xin Chúa bởi vì thế này. Cái con người chúng ta nó phá thiên nhiên dữ tợn quá. Phá thiên nhiên dữ tợn quá. Nếu như chỉ cần có một vài các cụ hiện diện trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy là các cụ khoảng ngót trăm tuổi, 70, 80 tuổi. Ngồi mà tâm sự với các cụ. Ngày xưa chúng tớ cũng bao nhiêu mùa hè rồi ấy chứ. Sao nó không có nóng như cái mùa hè dạo này, phải không ạ? Ngày xưa nó có bao nhiêu những cái mùa đông, sao nó có lạnh như bây giờ đâu. Thế ngày xưa nó cũng có cái mùa mưa, mà sao bây giờ nó có những cái mùa mưa nó dữ tợn như bây giờ. Thế không có. Đấy. Thế thì cái chênh lệch về vấn đề cái thời tiết, về cái khí hậu ấy, là thật sự nói nhiều khi con người của chúng ta nó khai thác thiên nhiên bằng một cách vô kỷ cương, không có trật tự gì cả, và rồi bắt đầu con người từ từ đi vào cái khốn khó đối đầu với vấn đề thời tiết khí hậu. Cho nên lúc đó phải xin. Xin thì cũng có những người xin thì được ngay, nhưng mà cũng có những người xin phải vài ngày mới được, có những người xin thì vài tiếng mới được. Chả nhẽ rồi bây giờ cứ người này xin nắng nắng ngay, người này xin mưa mưa ngay, thế là cái thế giới này nó loạn xìu lên rồi. Đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta cầu xin Chúa bởi vì nó đang bị dày vò trong cái đời sống cá nhân của chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta nó khác, và cái thiên nhiên bị phá hủy quá lớn. Thưa quý cụ mà anh chị em, chúng ta ở trong một cái vùng nó cũng thoáng đãng hơn. Đi từ Thái Bình về đây, cái đồng hồ nhiệt độ nó báo chênh nhau 1.5-2 độ đấy ông bà anh chị em. Nhưng mà càng về trên kia thì nó càng nóng hơn, và về dưới này nó gần biển, cái nhiệt độ nó giảm đi. Đấy, chúng ta thấy cái sự phân phối nó là như vậy. Thế nhưng mà nhìn lại thì mình cũng phải đấm ngực. Có những cái lúc mà nội tại tôi, cây xanh thì phá đi, thế rồi bê tông hóa từ cái bờ ao, bờ đường, chưa nói đến sân sướng, nhà cửa. Thế thì chính mình cũng đang làm cho cái môi trường nó bị đảo điên. Chứ còn Chúa phân phối khí hậu thời tiết thì không có ai có thể góp ý thêm được nữa. Hôm nay quý cụ ông bà và anh chị em chúng ta suy ngẫm cái đoạn sách Gióp, ở trong Cựu Ước người ta có đề đạt một cái vấn đề đó. Con người cũng định dính líu về cái vấn đề điều khiển thiên nhiên ấy, nhưng mà chỉ có phá thiên nhiên là nhiều thôi, chứ con người làm sao mà điều khiển được thiên nhiên như là Thiên Chúa được. Đấy, thế rồi người ta đưa con người đến một cái nhìn theo cái thời Cựu Ước, đó là
phải tin vào cái sự điều khiển thiên nhiên của Thiên Chúa, nó phù hợp và nó cân đối lắm rồi. Thế nên chúng ta sống để mà tạ ơn, ngợi khen Chúa, mà cộng tác với nhau làm cho cái môi trường nó tốt đẹp lên. Chứ còn đừng có phá môi trường. Ba nhà sống với nhau mà chỉ cần một nhà nuôi heo thì hai nhà kia ảnh hưởng chứ còn gì nữa. Đấy, thế thì cái điều đó nó làm cho cái con người của chúng ta bị dày vò vấn đề bệnh tật và còn nhiều những cái khốn khó khác nữa. Bây giờ con người phải biết cộng tác với nhau làm cho cái môi trường thiên nhiên nó trong lành lên, chứ đừng có phá hủy thiên nhiên. Thế thì mình mới bớt đi được những cái vấn đề bệnh tật và cái căng thẳng về thời tiết ấy, khí hậu. Đấy ông bà anh chị em. Thế rồi một phần nữa, chúng ta nhìn vào trong cái tinh thần của cái bài tin mừng hôm nay. Đấy, các tông đồ của Chúa lên một cái chuyến thuyền, và cái chuyến thuyền đó cũng có Chúa Giêsu ở đó. Các ông gặp những cái thử thách về vấn đề đời sống. Thuyền bị bão chao đảo làm cho các ông cuống quýt, và các ông quay lại phải cậy dựa vào Chúa. Nếu bình thường ra thì các ông cũng được hưởng những cái điều kiện, hoàn cảnh, khí hậu và thời tiết êm ả ở trên cái mặt biển hồ. Thế nhưng cái cơn cuồng phong nó đến, nó có thể rơi vào hai hoàn cảnh. Một là thiên nhiên thử thách, hai nữa là con người làm thay đổi cái hoàn cảnh tự nhiên của thiên nhiên, cho nên mới rơi vào những cái khó khăn ngăn trở. Thế nhưng một điều mà chúng ta đáng suy nghĩ theo tinh thần của bài tin mừng hôm nay, đó là các ông quay lại để bám lấy chân Chúa và xin Chúa một điều rằng: lạy Thầy, Thầy dạy để cứu chúng tôi với, bởi vì chúng tôi sắp chết đến nơi rồi. Thế thì Chúa Giêsu xin lỗi ông bà anh chị em, người ta bảo có thể là đi giảng đạo mệt quá để nghỉ một tí, nhưng mà cũng có những người có những cái nhà tư tưởng phân tích kinh thánh của bài tin mừng hôm nay, thì các ngài bảo ngài giả đò một chút xem cái niềm tin của những tông đồ Chúa thế nào. Thế nhưng mà khi Chúa ở đấy thì làm sao mà cái thiên nhiên nào vùi được Chúa chứ. Thử thách thế thôi. Nhưng các tông đồ thì coi chừng, nếu đọc có các tông đồ mà không có Chúa đấy, thì nó nhấn chìm cả các tông đồ ngay. Thế vậy chưa nói đến cái đời sống tông đồ của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong cái môi trường trần thế ngày nay. Vì thế quý phụ ông bà và anh chị em rút kinh nghiệm qua cái bài tin mừng hôm nay, để khi chúng ta gặp những cái thử thách gian nan trong cuộc sống thì chúng ta cũng quay lại bám lấy Chúa và cũng xin Chúa cứu giúp chúng ta, cứu giúp những người thân của chúng ta trong những lúc đang gặp những khó khăn ngăn trở về vấn đề bệnh tật thể xác, đau đớn về tinh thần, hay là một cái đường hướng đi nó không đúng với tinh thần của Chúa, không đúng với cái tinh thần tốt lành. Thì đây cũng là cơ hội mà quý cô ông bà và anh chị em cầu xin Chúa Giêsu Kitô, và hy vọng Chúa sẽ chúc lành và ban cho quý cô ông bà và anh chị em như ý chúng ta sở cầu vậy. Amen.